Đức Giêsu trả lời: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Kính chào anh chị em. Chủ nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, và ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm lời Chúa với lời tuyên bố của Chúa Giêsu rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Người Con đó thì được cứu. Chúa Cha ban Chúa Giêsu, và để đón nhận được Chúa Giêsu, chúng ta phải có Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta đón nhận được Đức Giêsu thật, như cách mà Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 12 câu 3: Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà không bởi Thánh Thần. Chính hành vi của Thiên Chúa là hành vi của ba ngôi nên một. Hành vi của chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận ơn cứu độ là cũng đón nhận trọn vẹn ba ngôi Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa trở nên khuôn mẫu cho mọi tập hợp. Tập hợp đầu tiên là gia đình. Nơi đó ông bố như là Chúa Cha. Chúa Giêsu là Chúa Con, là chính thân phận Người Con trong gia đình. Chúa Thánh Thần dịu hiền như người mẹ ở trong gia đình. Ba ngôi hòa quyện với nhau thành một gia đình. Cha Rầy Mẹp Mê thì Ngài đề nghị một cái nhìn về ba ngôi Thiên Chúa trong chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha yêu Chúa Giêsu hết lòng, Chúa Giêsu yêu Chúa Cha hết lòng. Và cái tình yêu hết lòng của Chúa Giêsu đó là Chúa Thánh Thần. Tình yêu hết lòng của Chúa Cha đó là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là tình yêu nối kết Cha và Con, nối kết Cha và Con. Trong một cái tổ chức xã hội bền vững thật sự thì cũng là một tổ chức được liên kết bởi Cha, Con và Thánh Thần. Bởi ý định của Chúa Cha, sự thực hiện của Chúa Giêsu trong sức mạnh quyền năng yêu thương bảo bọc của Chúa Thánh Thần, thì những hội đoàn đó, những tổ chức đó sẽ bền vững. Còn những tổ chức theo kiểu ý chí của con người mà thôi thì một thời gian sau họ sẽ hoàn thành trách nhiệm và tuyên bố giải tán. Còn nếu họ không can đảm tuyên bố giải tán thì họ sẽ trở thành một gánh nặng cho xã hội, sẽ trở thành một ám ảnh cho nhân loại. Và đến một lúc nào đó mọi người sẽ phải loại trừ. Lễ Ba Ngôi mời gọi chúng ta đón nhận chính Thiên Chúa là nguyên nhân chúng ta có mặt, là hành động chúng ta đang thực thi, và là tình yêu cùng với sức mạnh bảo đảm cho ý Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn nơi cuộc đời chúng ta. Hãy mở ra với Thiên Chúa Ba Ngôi để tất cả chúng ta được hạnh phúc trong Ngài. Amen.